18 phẩm tu trị điện. Lại nữa, này thiện hiện, ông hỏi, làm thế nào biết được Đại Bồ Tát phát tâm hướng đến Đại Thừa? Đại Bồ Tát nào khi tu hành 6 pháp ba la mật đa từ địa này đến địa khác? Bằng cách này sẽ biết Đại Bồ Tát phát tâm hướng đến Đại Thừa. Thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành 6 pháp ba la mật đa từ địa này đến địa khác? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát biết tất cả pháp không từ đâu đến cũng không đến đâu. Vì sao? Này thiện hiện, vì tất cả pháp không đi không đến, không có nơi xuất phát, không có nơi không hướng đến, do các pháp đó không có biến hoại. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát này đối với nơi xuất phát hướng đến không ỷ lại, không tư duy, tuy tu nghiệp trị địa nhưng không thấy địa ấy, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành 6 pháp ba la mật đa từ địa này đến địa khác. Thế nào là Đại Bồ Tát tu nghiệp trị địa? Này thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi trụ sơ địa nên khéo tu trị 10 thắng nghiệp. Những gì là 10? Một là đem vô sở đắc làm phương tiện tu trị nghiệp tăng thượng ý lạc, sự tướng lợi ích bất khả đắc. Hai là đem vô sở đắc làm phương tiện tu trị nghiệp tâm bình đẳng với tất cả hữu tình bất khả đắc. Ba là đem vô sở đắc làm phương tiện tu trị nghiệp bố thí vì người cho, người nhận và vật cho bất khả đắc. Bốn là đem vô sở đắc làm phương tiện tu trị nghiệp thân cận bạn lành đối với các bạn lành không chấp trước. Năm là đem vô sở đắc làm phương tiện tu trị nghiệp cầu pháp vì các pháp sở cầu bất khả đắc. Sáu là đem vô sở đắc làm phương tiện tu trị nghiệp thường muốn xuất gia vì xả bỏ gia đình bất khả đắc. Bảy là đem vô sở đắc làm phương tiện tu trị nghiệp ưa thích thân Phật nhân tốt theo nhau bất khả đắc. 8 là đem vô sở đắc làm phương tiện tu trị nghiệp xiển dương giáo pháp vì pháp phân biệt bất khả đắc. 9 là đem vô sở đắc làm phương tiện tu trị nghiệp phá kiêu mạn vì các pháp hương thạnh bất khả đắc. 10 là đem vô sở đắc làm phương tiện tu trị nghiệp lời nói chân thật vì tất cả ngôn ngữ bất khả đắc. Này thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi an trụ sơ địa nên khéo tu trị 10 thắng nghiệp này. Lại nữa, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi an trụ địa thứ hai, nên đối với 8 pháp tư duy tu tập làm cho mau được viên mãn. Những gì là 8? Một là giới thanh tịnh, hai là tri ân báo ân, ba là an trụ lực nhẫn nhục, bốn là thọ nhận nhiều hoan hỷ, năm là không bỏ hữu tình, sáu là thường sanh lòng đại bi, bảy là đối với các bậc sư trưởng đem tâm tin tưởng cung kính phụng sự cúng dường như chư Phật, tám là siêng năng mong cầu tu tập pháp ba la mật đa. Này thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi an trụ địa thứ hai đối với 8 pháp này nên tư duy học tập làm cho mau được viên mãn. Lại nữa, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi an trụ địa thứ ba nên an trụ 5 pháp. Những gì là 5? Một là siêng năng mong cầu, nghe nhiều thường không nhàm chán, đối với pháp được nghe không chấp văn tự. Hai là đem tâm không nhiễm, thường hành pháp thí, tuy giáo hóa nhiều nhưng không tự cao. Ba là làm trang nghiêm cõi tịnh độ, gieo trồng các thiện căn, tuy hồi hướng nhưng không tự cao. Bốn là vì giáo hóa hữu tình, tuy không nhàm chán vô biên sanh tử, nhưng không kiêu mạn buông lung. Năm là tuy an trụ tàm quý nhưng không chấp trước. Này thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi an trụ địa thứ ba nên thường an trụ 5 pháp như vậy. Lại nữa, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi an trụ địa thứ tư nên đối với 10 pháp thọ trì không xả bỏ. Những gì là 10? Một là sống nơi vắng lặng thường không lìa bỏ, hai là thường ưa thiểu dục, ba là thường ưa biết đủ, bốn là thường không lìa bỏ công đức đầu đà, năm là đối với các học xứ thường không xả bỏ, sáu là đối với các dục lạc sanh lòng rất nhàm chán, bảy là thường ưa phát sanh tâm câu hữu với tịch diệt, tám là xả bỏ tất cả vật, chín là tâm không trầm trệ, mười là đối với tất cả vật thường không luyến tiếc. Này thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi an trụ địa thứ tư đối với 10 pháp như vậy nên thọ trì không xả bỏ. Lại nữa, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi an trụ địa thứ năm nên xa lìa 10 pháp. Những gì là 10? Một là nên xa lìa nhà ở, hai là nên xa lìa bí xô ni, ba là nên xa lìa nhà keo kiệt,
bốn là nên xa lìa chúng hội tranh cãi giận dữ, năm là nên xa lìa khen mình chê người, sáu là nên xa lìa mười nghiệp bất thiện, bảy là nên xa lìa tăng thượng ngạo mạn, tám là nên xa lìa điên đảo, chín là nên xa lìa do dự, mười là nên xa lìa tham sân si. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi an trụ địa thứ năm nên thường xa lìa mười pháp như vậy. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi an trụ địa thứ sáu nên viên mãn sáu pháp. Những gì là sáu? Nghĩa là sáu pháp ba la mật đa, tức là bố thí cho đến bát nhã. Lại nên xa lìa sáu pháp. Những gì là sáu? Một là tâm thanh văn, hai là tâm độc giác, ba là tâm nóng nảy, bốn là tâm không vui và buồn bực khi thấy người hành khất đến, năm là tâm yêu buồn,